Hello hello xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đến với cả video chúng ta mình em ơi. Hôm nay một ngày thật sự với mình nghĩ rằng nó không là một ngày tuyệt vời anh em ơi. Một ngày không thật sự là tuyệt vời đối với mình anh em ạ. Thì thật sự với anh em rằng là ô kìa, 1, 2, 3 kìa anh em ơi, làm 2M thôi, hôm nay cái vốn của mình chẳng có to đâu. Anh em ơi, hy vọng là cầu 1, 2, 3 anh em nhé. Nào anh em ơi, rồi trắng rồi, một tay 2M đã lụm anh em ơi. Hy vọng là ok anh em ạ. Nào tiếp tục nào. Lên bắt 1, 2, 3, lên bắt 2, 2 nhỉ anh em nhỉ. Mình nghĩ rằng là mình sẽ gọi là mình sẽ soi cầu đi. Ô tỷ lệ đang đi xuống nhưng mình cứ làm một tay xỉu đi anh em ơi, lại làm tay xỉu 2M đi. Nhẹ nhàng thôi anh em ơi. Không việc gì mà phải nóng vội cả anh em ạ. Người ta vẫn nói một cái câu từ ngày xưa rồi, đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải dây, dừng chân ở lại nơi đây chẳng dây chẳng ma là vấp mà chẳng dây là quàng. Anh em hiểu chưa? Cứ thế mà lụm thôi. Hy vọng rằng ui hũ 18 tỷ kìa anh em kìa. Hy vọng là nó lỗ hũ kiếm tí anh em nhỉ. Trắng là ăn rồi anh em ơi. Cứ trắng là lụm anh em ơi. Tính lại sẽ cộng hai con này với nhau này. 8, 9, 17 anh em ơi. 17 thì anh em tiếp tục đi cho em một tay tài, bắt con cầu 22 anh em nhá. Bắt con cầu 22 đi luôn một tay 1M5 đi. Nhẹ nhàng thôi mọi người ơi. Đôi khi cuộc sống này nó phải nhẹ nhàng. Không lên quá là căng thẳng anh em hiểu chưa? Căng thẳng đôi khi nó không phải là cái cách mà để chúng ta giải quyết vấn đề. Đây là em nói thật với mọi người là như vậy. Căng thẳng đôi khi nó không phải là cách để chúng ta giải quyết vấn đề đâu. Đôi khi chúng ta cứ phải nhẹ nhàng thì nó mới phải là giải qua vấn đề. Anh em hiểu chưa? Đôi khi nó chỉ cần như vậy thôi. Nó lại là phải lụm anh em ơi. Quá rực rỡ rồi. Tiếp theo là một con 15 cộng với một con 8 này thì là 23. Mọi người đi cho em một tay tài tiếp theo là đi bắt quả cầu 22, nhưng tiếng này em nghĩ là em sẽ đi khoảng tầm 700 thôi, 775.000 đi. Không căng, không nên đánh căng anh em ơi. Đánh căng không phải là cách giải quyết tốt nhất anh em ơi. Cứ bình tĩnh nhẹ nhàng thôi anh em, mọi thứ sẽ được giải quyết trong một giây lát thôi anh em ơi. Không việc gì phải vội vàng cả, không việc gì phải nóng giận cả anh em ạ. Người ta vẫn nói một cái câu từ ngày xưa rồi, đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải dây, dừng chấn ở lại nơi đây chẳng má là vấp một chẳng dây là quàng. Nào một pha mình nghĩ rằng là mình đánh nhẹ là hợp lý đúng không anh em? Tự dưng mình đi một tay nhẹ nhàng mà mẹ mình tự tin thế anh em nhỉ. 15 cộng với 9 thì bằng 24 anh em ơi, 24 thì tiếp tục đánh một tay xỉu này. Một tay xỉu đi mọi người ơi. Một tay xỉu 1M5 đi. Một tay xỉu 1M5 anh em ơi. Một tay xỉu 1M5, em nghĩ rằng là một tay xỉu 1M5 là một tay xỉu hết sức là ok đấy. Cái này đấy.
Nói chung là mình vẫn được thôi, mình không phải là mất anh em phải chơi, nhưng mà mình cứ đánh phải nó phải chắc cú. Nó không phải là vớ vẩn được. Cứ phải là chắc cú, chơi nó phải là chắc cú anh em phải chơi. Còn với em không chắc cú thì em sẽ là không chơi. Nhận được một cái kết quả mà ok thì ai mà chẳng muốn, đúng không anh em? Chẳng có ai mà là tôi không muốn nhận một cái kết quả không ok cả. Anh em hiểu chưa? Ui, ra cái chân này thì lỏng là chắc rồi anh em ơi. Mẹ nó đi sai hai tay rồi kìa anh em kìa. Đi sai hai tay rồi kìa anh em kìa. Đi sai tay hai tay thông rồi anh em kìa. À, vậy là cầu đang sai anh em ơi. 9+3=22 này. Bắt quả cầu 1-1 này. Đi 2m của cầu 1-1 luôn này. Xem có ok không anh em. Xem nó có ổn áp không anh em. Hy vọng là ok anh em nhé. Kiếm vài mờ rồi nghỉ rồi anh em ơi. Không tham đâu anh em ơi. Lặn là trắng hình, trắng hình, trắng, trắng. Ôi, cá đéo gì vậy anh em ơi. Ăn 3 tiếng, mất 3 tiếng. Đéo hiểu luôn anh em ạ. Thôi mình sẽ đánh một tay tổng kết để mình nghỉ cuộc chơi ngày hôm nay đi. Mình cảm thấy nó không ok. 25 anh em ơi. 25 thì tay này là mình nghĩ rằng là mình nó sai 3 tay rồi. Nó sai 3 tay rồi mọi người ơi. Nó đang sai 3 tay rồi. Hiện tại mình vẫn đang được 2m. Mở 1m được 1m. Nhưng mà nó sai 2 tay rồi thì mình cảm thấy tiếng này là mình nghĩ rằng là nó báo là một tay 12 này. 12 nhảy này. Con này 12 xuống cũng nhảy, con 12 này nó báo một tay tài thì ok. Đi khoảng 4 mà tài. Nhẹ nhàng thôi. Hai à, đúng rồi anh em ơi. Thôi mình nghĩ rằng là mình cũng phải nghỉ thôi anh em ơi. Chứ tình hình thế này thì thôi nghỉ anh em ạ. Tốt nhất là không cố gắng làm gì cả. Được thì nghỉ thôi anh em ơi. Được 4m8 thì nghỉ thôi. Và bây giờ mình xin dừng clip ở đây. Bye bye tất cả anh em. Chúc anh em thành công giống mình nha.